Chào mọi người, thì video hôm nay mình hướng dẫn mọi người cách sâu điện thoại trên máy Mac. Thì đầu tiên thì mình nói về sâu cái điện thoại iPhone hoặc là iPod, iPad. Thì đầu tiên mình kết nối cái điện thoại iPhone tới máy Mac. Đó, kết nối điện thoại iPhone tới máy Mac nè. Sau đó mở cái QuickTime Player. Mở QuickTime Player. Chọn vô cái mục là File nè, New Movie Record nè. Đó, thì đây thay vì cái camera mình chọn cái FaceTime thì đây mình chọn cái iPod nè, iPod trước nè, hoặc là iPhone, thì cái điện thoại mà bạn kết nối. Đó, thì ở cái Mirror các bạn có thể chọn cái iPod. Thì ở đây nó có chức năng record cho cái iPhone này luôn. Thì mình nếu mình muốn record thì mình bấm vô nút record. Nếu mà mình muốn record thì mình bấm vô cái nút record, còn không thì mình có thể sau như thế này để thao tác trên cái điện thoại mà trên màn hình máy tính mình có thể nhìn thấy. Ví dụ đang chọn ứng dụng này, đó. Chạy ứng dụng lên. Đó, trên màn hình máy tính đều thấy hết. Như của tôi nè, đó. Thì cái này nó thích hợp cho mọi người có thể sử dụng đời sau sau cái demo của mình, hoặc là sau những thao tác trên điện thoại mà muốn hiển thị cho nhiều người xem thì mình sử dụng cái cách này. Còn về cái Android thì mọi người có thể sử dụng cái Visual, sở chữ Visual Chrome nè. Đó, rồi vô chữ Visual nè. Add tới Chrome nè, Add app tới nè. Rồi, sau đó mọi người có thể mở cái Visual lên. Mở Visual lên nè. Chờ xíu. Đó, Visual. Thì tiếp theo mình kết nối điện thoại thì tiếp theo mình kết nối cái điện thoại Android tới máy Mac. Dù đây mình kết nối cái Xiaomi nè. Rồi. Đây, reload rồi nè. Thì đây nó phát hiện ra cái Redmi Note 4 nè, Xiaomi nè. Mình bấm vô mục View nè. Thu này nhỏ lại. Thì khi bấm vô mục View thì nó sẽ cài cái APK của thằng Visual lên cái Android. Đó, thì giờ mình hiển thị được cái Android nè. Đây, điện thoại Android nè. Đây, YouTube nè. Momo Sky Note nè. Đó. Còn này là cái iPhone nè. Đó. Thì hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cách sâu điện thoại lên máy Mac, gồm sâu cái iPhone hoặc là Android lên máy Mac. Cái này nhằm mục đích là để cho sâu cho nhiều người xem, cho màn ảnh rộng cho nhiều người xem. Này mình có thể kết nối cái máy Mac tới cái TV để mình show cái màn hình máy Mac lên cho nhiều người cùng xem. Oh, ok. Rồi, thank you mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.